Ukraine nói rằng Nga rút gần như toàn bộ lực lượng khỏi Belarus. Phát ngôn viên của cục biên phòng nhà nước Ukraine cho biết, Nga hiện thời đã đưa hầu hết binh sĩ ở Belarus về nước. Cụ thể, người này nói rằng tình hình ở biên giới với Belarus vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine. Ở bên kia biên giới, chúng tôi không thấy đối phương có đủ lực lượng cần thiết để tấn công Ukraine một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi phải chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nào của tình hình bởi vì Belarus vẫn tiếp tục hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Ông cho biết, Nga đã huấn luyện quân đội ở Belarus. Số lượng binh sĩ Nga tại các cơ sở huấn luyện của Belarus gần đây đang giảm dần và cho đến gần đây, chúng tôi đã ghi nhận con số này lên tới 2.000 người. Tuy nhiên, hiện tại đợt luân chuyển tiếp theo đã diễn ra và gần như toàn bộ quân đội Nga đã rút khỏi Belarus. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tương lai gần, nhiều binh sĩ hơn có thể đưa trở lại lãnh thổ Belarus. Thế nhưng, chúng tôi không quan sát thấy điều đó vào ngay lúc này, Ngoài ra, ông cho biết, lực lượng biên phòng nhà nước Ukraine đã ghi nhận tại Belarus không có sự xuất hiện của bất kỳ nhóm lính đánh thuê nào từ các công ty quân sự tư nhân của Nga. Trước đó, ông Yevgeny Prigozhin, chung của Wagner đồng ý chuyển đến Belarus sau cuộc nổi loạn bất thành tại Nga ngày 24 tháng 6. Các thành viên Wagner cũng có thể chuyển đến Belarus hoặc đưa ra lựa chọn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về với gia đình. Theo nhà lãnh đạo Belarus, các thành viên của Wagner sẽ được đưa từ Nga sang với những điều kiện nhất định nhưng sẽ được triển khai ngay lập tức khi cần bảo vệ nước này tuy nhiên ông cũng khẳng định việc chuyển lực lượng wagner sang belarus hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của moscow ông nhấn mạnh rằng nếu được triển khai tại quốc gia này lực lượng wagner có thể được sử dụng để bảo vệ belarus và tuần trước ông lukashenko cho biết wagner sẽ được yêu cầu ký hợp đồng với chính phủ belarus giúp bác bỏ những lo ngại về một cuộc binh biến wagner có thể xảy ra tại belarus Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang có ý định từ chức trước khi diễn ra cuộc cải tổ nội các của nước này và đồng thời ông cũng sẽ không tái tranh cử nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times, ông Wallace cho biết sẽ rời nội các của Thủ tướng Rishi Sunak trong đợt cải tổ tiếp theo, dự kiến vào tháng 9 tới, nhưng vẫn sẽ giữ cương vị nghị sĩ của đảng để tránh phải tổ chức một cuộc bầu cử bổ sung. Tuy nhiên, trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra muộn nhất vào cuối năm sau, ông sẽ không tái tranh cử làm nghị sĩ nữa. Nguyên nhân do khu vực bầu cử của ông sẽ bị loại bỏ do thay đổi địa giới bầu cử. Theo tiết lộ của tờ Sunday Times, ông Wallace đã thông báo với Thủ tướng Sunak về những kế hoạch này từ tháng trước. Ông Wallace từ bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ tháng 7 năm 2019 và đến nay là Bộ trưởng Quốc phòng tại nhiệm lâu nhất của Đảng Bảo thủ kể từ sau Winston Churchill, người đã giữ cương vị này giai đoạn 1940-1945 tin tức về việc ông Wallace sẽ rời chính phủ Anh rộ lên sau khi ông lỡ cơ hội trở thành tổng thư ký NATO thay cho ông Jens Stoltenberg, một phần do không nhận được sự ủng hộ của Mỹ, nước giữ vai trò lãnh đạo NATO. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky mới đây đã chỉ trích các đối tác thảo luận về việc Kiev gia nhập NATO mà không có Ukraine. Với hành động này của ông Zelensky cũng như động thái của NATO ở hội nghị thượng đỉnh vừa qua, khối này ít có khả năng ủng hộ Kiev gia nhập liên minh. Theo tờ Pravda của Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã phản ứng trước các cuộc thảo luận hậu trường của các đối tác rằng, tại hội nghị thương đỉnh NATO, thay vì tư cách thành viên của liên minh sẽ chỉ thảo luận một số điều kiện để mời Ukraine gia nhập NATO. Tờ Politico của Mỹ cũng đưa tin, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích NATO vì đã do dự trong việc cung cấp cho Kiev một con đường cụ thể để gia nhập NATO trong một thông cáo dự thảo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh. Các nhà lãnh đạo của NATO đã tập trung tại thủ đô Litva trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày và nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là vấn đề nhạy cảm nhất trong chương trình nghị sự. Theo một nhà ngoại giao cấp cao của NATO, trong thông cáo dự thảo của hội nghị thượng đỉnh, các lãnh đạo NATO đã xem xét tuyên bố rằng chúng tôi có thể gửi lời mời tới Ukraine khi các thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Mặc dù khi ấy vấn đề từ ngữ vẫn chưa được thống nhất, nhưng bản dự thảo mà Kiev biết được đã khiến nhà lãnh đạo Ukraine nổi giận. Ông Zelensky cho biết, chúng tôi đánh giá cao các đồng minh của mình, nhưng Ukraine cũng xứng đáng được tôn trọng. Theo ông Zelensky, từ ngữ trong văn bản dự thảo của NATO chỉ nói về lời mời chứ không phải tư cách thành viên của Ukraine. Tổng thống Ukraine thẳng thừng chỉ trích NATO, thật là chưa từng có và vô lý khi không có khung thời gian cho lời mời cũng như tư cách thành viên của Ukraine Đồng thời, từ ngữ mơ hồ về điều kiện cũng được thêm vào ngay cả khi có mời Ukraine gia nhập NATO. Các đồng minh NATO đang tìm kiếm một thỏa hiệp nhằm vừa gửi cho Ukraine một tín hiệu công khai rằng họ đang tiến gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh, vừa xoa dịu các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ và Đức, những nước đang do dự về việc đưa ra những cam kết vào thời điểm này. Điều sẽ khiến tư cách thành viên của Ukraine sau xung đột sẽ được tự động kích hoạt. Nhưng Tổng thống Zelensky muốn nhiều hơn thế. Ông nhấn mạnh, có vẻ như không có sự sẵn sàng nào trong việc mời Ukraine gia nhập NATO, cũng như biến nước này trở thành thành viên của liên minh. Điều này có nghĩa là vẫn còn một cơ hội để mặc cả tư cách thành viên của Ukraine trong NATO trong các cuộc đàm phán với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng, ông đồng ý với từ ngữ đề xuất liên quan đến tương lai Ukraine gia nhập NATO. Một nguồn tin trong NATO cũng cho biết các thành viên đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ với Kiev rằng từ ngữ này gần như là cuối cùng và Ukraine nên chấp nhận nó. Và thực tế, sau hội nghị thượng đỉnh tại Litva vừa qua, không có hứa hẹn rõ ràng nào cho Ukraine về thời điểm gia nhập NATO. Trong khi các nước NATO ở sườn phía đông muốn gửi tín hiệu rõ ràng tới Kiev về con đường trở thành thành viên trong hội nghị thượng đỉnh, Washington và Berlin lại tỏ ra thận trọng hơn, muốn tập trung vào việc giúp Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga lúc này. John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Hãy nhìn xem, chúng tôi đã nói rằng vị trí của Ukraine trong tương lai sẽ nằm trong liên minh vào một thời điểm nào đó. Họ có những cải cách mà họ phải thực hiện. Luật pháp, quản trị tốt, cải cách chính trị cần phải được tiến hành, và họ đang có xung đột lúc này. Cuối cùng, NATO sẽ kết nạp họ, nhưng bây giờ không phải là lúc cho điều đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng tỏ ra thận trọng về các điều khoản được đưa ra cho Ukraine. Ông Pistorius phát biểu tại cuộc họp của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Mọi người đã nhấn mạnh trong một năm rưỡi qua rằng tương lai của Ukraine là trong NATO. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Nó chỉ là vấn đề về con đường để đi đến đó. Có một số điều kiện tiên quyết phải được hoàn thành. Có một số trường hợp nhất định chúng ta cần phải thực hiện trước đó. Theo đài Sputnik của Nga, tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva, NATO đã quyết định xóa bỏ yêu cầu về kế hoạch hành động thành viên MPA cho Ukraine trong đó, Liên minh đã đưa ra một danh sách cải cách và hướng dẫn tùy chỉnh để có thể xem xét đơn xin gia nhập của Kiev. Mặc dù những động thái này có thể giúp Ukraine gia nhập Liên minh dễ dàng hơn, nhưng các cường quốc NATO đã bác bỏ khả năng mời Ukraine gia nhập Liên minh trước khi xung đột với Nga kết thúc. Trước đó, hồi năm 2008, NATO đã từng hứa hẹn đưa Ukraine trở thành thành viên của khối, song Liên minh này chưa từng vạch ra khung thời gian chính xác để kết nạp Kiev. Ông Michael Malouf, nguyên là chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định rằng NATO vô cùng cảnh giác với việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Vì vậy, liên minh này đã hạn chế đưa ra tuyên bố cụ thể về mối quan hệ với Ukraine. Ông Malouf lập luận rằng, trường hợp này gợi nhớ những gì đã xảy ra với Georgia hồi năm 2008. Georgia là một lãnh thổ và quốc gia xung đột. Ukraine cũng đang trong xung đột và điều đó đi ngược lại tất cả các quy tắc của NATO. Tất nhiên, Georgia không bao giờ được kết nạp vào NATO. Tôi phải nghi rằng Ukraine chắc chắn có kết quả tương tự, bởi dường như chưa có bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột, hay giải pháp hòa bình nào đưa Ukraine ra khỏi cuộc xung đột. Đặc biệt, theo nhà phân tích Maluf, chính Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố rằng, chừng nào Ukraine còn trong tình trạng xung đột thì sẽ không có tư cách thành viên NATO.